đi về quận 5 phải không anh? À đúng rồi. Ôi, hình như ông là bác sĩ Cao Hữu Thịnh trên Top Top phải không? Không, kia là Cao Hữu Thịnh bác sĩ. Còn tôi là Thinh Hữu Cạo, tài xế taxi. Ờ, tại vì tôi không ưa cái ông Cao Hữu Thịnh đó. Nghĩ sao lên Top Top diễn ba tàu lao sầm sàng không? Tôi ha, tôi mà gặp ổng ngoài đời ha, tôi chửi thẳng vô bán mặt luôn, đồ cái thứ. Thôi, mình đi nha anh. Ừ. Tới rồi anh ơi. Ừ, tới hả? Như tiền tôi gửi nè. 99 ngàn. 99 hả? Ừ, này tâm trạng tốt, bỏ ông luôn nè. Đấy, 200, thối tôi lại 100 ngàn. 200 thối lại 100 hả? Bỏ 1 ngàn luôn hả? Mà thấy bà rồi anh ơi. Ê, tình thiệt nha. Không, tôi quên cái ví với cái điện thoại ở nhà rồi, nên đâu có 100 ngàn đâu thối. Anh có 100 ngàn lẻ đó không? Đâu có, tôi còn đúng 200 ngàn thôi á. Ê, ngoài đây có tiệm tạp hóa nè, không mấy bây giờ anh đưa lại tôi 200 đi. Ờ, đi dưới tôi mua trà nước rồi lỡ lên đưa lại anh 100 ngàn, được không? Thôi nhưng mà đâu được, tôi anh đâu quen biết gì đâu. Anh lỡ anh cầm tiền anh đi luôn thì sao? Trời ơi, có 100 ngàn cái đâu mà anh hạ thấp cái uy tín tôi dữ hả? Ủa mặt anh làm gì có uy tín. Bây giờ anh cầm 200 ngàn tôi qua anh bển mua tôi chai nước đi. Rồi anh giữ 100 ngàn còn nhiêu đưa lại tôi. Ờ cũng được. Ơ mà không được, lỡ tôi đi xuống mua nước rồi không thấy xe nhà anh là sao? Trời ơi, cái gì cũng được chân vậy? Ông ấy giờ đưa tiền lên đây tôi chuyển khoản cho. Ờ, nhưng mà khoan, tôi bỏ quên điện thoại nhà rồi sao biết nhận tiền được hay không? Thì nè, bây giờ lấy điện thoại của tôi rồi điện vợ ông chết thử nè. Ờ, nhưng mà tôi đâu có vợ đâu điện. Thôi cho ông luôn đó, mệt chứ ghê á. Dám nói xấu Thinh Hữu Cạo hả mày? Ủa ý lộn, Cao Hữu Thịnh. Thôi, chạy cuốc nữa. Quay về phòng khám khám tiếp. Taxi, taxi. Anh phải chạy taxi không? Đúng rồi, anh chạy taxi. Nhưng mà anh chở người chứ anh không có chở heo. Bác Thịnh ơi, tôi khát nước quá. Có nước ấm với nước lạnh, anh uống nước nào? Có tay cơ bạc không? Anh đang điều trị sao uống bia được? Nhưng mà tôi muốn uống. Tôi muốn uống để giải sầu. Anh đang có chuyện gì buồn hả? Anh kể tôi nghe đi, biết đâu tôi giúp mình được rồi sao? Tôi hỏi bác nè, làm sao để ngưng yêu một người bây giờ? Yêu hai người. Thôi, giỡn chút xíu thôi. Anh nên lạc quan lên, thì bệnh nặng mới quá nhẹ được chứ. Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi không biết phải làm sao hết trơn á. Tôi hiểu mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi rời khỏi thế gian này hả bác? Tôi dọn dẹp giường bệnh xong đón bệnh nhân khác vô thôi chứ sao? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Heo mà heo la dữ vậy mày? Bác nói gì vậy? Chứ em làm gì em la như heo bị thọc quyết vậy? Bác, ở dưới phòng khám của mình á có hai thằng nào nó rình từ sáng tới giờ, hình như là ăn trộm á bác. Cái gì? Tụi nó còn dữ không? Còn, bác đi theo em. Đi. Ê, hai đứa là ăn trộm hay sao á? Hình như là vậy á bác. Đợi em ra em coi nó coi, em hỏi nó coi hai đứa phải ăn trộm không? Thôi, lỡ như ăn trộm thiệt á nó lụi em sao? Ờ ha, em ra ngoài nó tưởng em là heo rồi, mất công học quyết em nữa. Bác, giờ sao? Không em ra sao, em lấy con chó, em thả ra rượt nó đi. Dạ dạ.
Cha ơi, ăn chèm chó. Cha ơi, ăn chèm chó. Đồ tan cánh bay ra. Bác Thịnh ơi, bác đi xuống dưới tắt cái cầu dao cho em cái. Chi vậy? Cái ổ điện nè, không biết sao không cắm điện nãy giờ không được gì trơn á. Bác nhớ tắt giùm em nha. À, để bác đi tắt cho. Dạ dạ dạ. Kiệt ơi Kiệt, xong chứ Kiệt, nóng quá à. Bác đợi xíu, sắp xong rồi. Ủa? Sao tự nhiên bác đứng này vậy? Trời ơi! Hèn chi thang máy không đi được. Làm đi bộ hôm nay nóng chảy mỡ luôn vậy. Gì vậy bác? Không có được. Kiệt nó đang sửa điện trên đó đó. Bật lên cái là nó liệm luôn. Thôi! Bật lên đi! Chứ nóng được vậy sao làm việc được? Không được đâu. Em chờ chút đi. Chứ bật điện lên như vậy là Kiệt nó bị điện giật đó. Ờ ha, nguy hiểm thiệt. Thì bởi Kiệt, mày có sao không vậy? Bác ơi, nó không trả lời luôn rồi, giờ làm sao? Hết giá trụng lại vậy rồi. Vứt. Hết giá trụng lại vậy rồi. Nhà mày có tang sao mà khóc dữ vậy Kiệt? Bác nói gì bác? Em vừa mới bị ảnh chia tay. Chia tay mày phải rồi. Thằng ông trai gì hở cái khóc rồi. À, mà mày đi gặp con Hạnh mày xin lỗi nó chưa? Chưa. Tại em không biết nói gì hết trơn á. Rồi, mày gặp đúng thầy rồi. Anh là bậc thầy lấy lòng gái nha. Để tao chỉ mày cho. Chỉ bằng cách nào vậy bác Thịnh? Mày đem cái tai nghe này vô đi. Xong cái anh nói em cái gì em làm y chang vậy là được rồi. Đi. Có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn đi về. Anh xin lỗi vì đã đặt công việc của mình trên tình cảm của anh và em. Anh xin lỗi vì đã đặt công việc của mình trên tình cảm của anh với em. Thực ra là anh luôn quan tâm em đấy. Chẳng qua là cách quan tâm của anh khác với cách quan tâm mẹ mong muốn thôi. Anh biết là anh sai rất nhiều. Nhưng anh vẫn muốn em biết một điều rằng anh vẫn sẽ yêu em. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh sẽ luôn tìm mọi cách để giữ em luôn luôn bên cạnh anh. Vì anh luôn luôn xem em là... Vì anh luôn xem em là... Ai hút đi mà. Con chó đi đâu vậy? Bảo vệ đâu rồi? Đuổi con chó nó ra coi. Con chó đi đâu vậy? Bảo vệ đuổi ra coi. Thằng khốn. Không phải lỗi tại anh, cũng không phải lỗi tại con chó. Tại mày xui theo Kiệt đấy. Cô gì ơi,
Em ơi, em có gì ăn không? Chứ sáng giờ anh không có ăn gì, anh đói quá. Biến đi mày. Em không mấy giờ em cho anh... Đó, mày ăn đi. Ủa cho không bằng cách cho. Người ta là con người mà, đâu phải là chó đâu mà em ném xuống đất vậy. Đâu phải là chó đâu mà em ném xuống đất vậy. Nè, anh ăn phần của tôi đi. Ông bà ngày xưa nói rồi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thôi anh ăn đi, hết rồi kêu tôi, tôi còn nhiều lắm. Tự xảo đó mày, tự xảo đó mày. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Thôi để em nói anh nghe một câu. Anh, bộ định ngồi vậy hoài luôn hả? Ừ. Nhưng mà hôm nay là mình hẹn hò đó. Ừ, thì mình đang hẹn hò nè. Hẹn hò kiểu gì mà ngồi nhìn nhau cả tiếng đồng hồ không nói năng gì là sao? Chứ anh có biết nói gì đâu. Thôi em muốn nói gì em nói với thằng bán nước đi. Anh làm sao á? À, ngồi nhìn nhau không vậy hoài cũng chán. Hay là bây giờ mình về nhà mình chơi trò vợ chồng với nhau đi. À, cái trò mà ba mẹ mình hay chơi á hả? Đúng rồi, chơi đủ kiểu luôn nha. Em làm từ từ thôi, bắn từng lum kìa. Ủa, mình chơi trò vợ chồng mà anh Thịnh. Ừ, ba mẹ anh hay chơi gì lắm đó. Thôi em rửa đi nha, anh đi nhậu. Ba mẹ anh hay chơi gì lắm đó. Thôi em rửa đi nha, anh đi nhậu.